Ca sĩ đầu tiên, không biết có chuẩn bị tinh thần chưa? Ca sĩ này thì mặc dù là người miền Bắc, nhưng mà cô ta sẽ đưa chúng ta về miền Trung qua cái dòng nhạc của Thăng Long. Và điểm nhấn ở trong bài này gây ấn tượng nhất là người ta thường nói á, là thương nhau yêu nhau thì ta nhìn về một ta nhìn nhau, mà yêu nhau thương nhau thì phải nhìn về một hướng nó mới bền, phải không ạ? Đó là cái điểm nhấn trong bài này. Quen nhau trên đường về của Thăng Long qua tiếng hát của chị Phương Dung. Xin quý anh chị cho một tràng pháo tay. Và cũng cảm ơn chị Phương Nhi, xin mọi người cho chị Phương Nhi một tràng pháo tay. Phương Dung xin kính chào quý vị. Không phải vì xa rồi mà vì
chung chí hướng. Trên đời
đời này không bao giờ gặp nữa, trên đời này không bao giờ gặp nữa. Mẹ ơi mẹ, con khóc giữa đêm con khóc giữa đêm mưa, khi hình mẹ hiện về năm khói mù. Giặc đêm đêm về quê ta vây khốn, bắt cha đi mẹ khóc suốt đêm buồn. Ôi thương mẹ vất vả sống nuôi con, đi vội về giờ còn thương ngóng chờ. Nhưng mẹ đi không bao giờ về nữa, trên đường tức tuổi chết trong mưa. Mẹ ơi mẹ ơi, ta chìm bao nước mắt thành dòng, con gọi mẹ một mình trong đêm vắng. Mẹ ơi mẹ ơi, có nghe chăng lời con vang vọng tới mộ phần trên cuốn đất quê. Con lang thang giữa đời quanh hiu quan, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà. Con quên mẹ xa nửa vòng thế giới, con không về từng ngày mẹ ra đi. Đêm tha hương con cùng đau thương nhớ, trên đời này không bao giờ gặp nữa, trên đời này không bao giờ gặp nữa. Mẹ ơi mẹ, con khóc giữa khi Tuyên bị một cục bướu ở trong não và là nằm ở ngay chỗ Fifofusion, nằm ở trung tâm của trung tâm não, thì bác sĩ đã mổ 7 lần. Nhưng mà lần thứ 7 thì bị mù, nhưng mà trước đó tại vì nó nằm ở sát cái bộ não thì bác sĩ chỉ lấy phần ngoài thôi, và cái phần mà sát bộ não bác sĩ không có dám đụng, tại vì nếu mà đụng não thì cũng chết. Do đó bác sĩ cứ lấy phần ngoài, thì mỗi lần lấy phần ngoài ra thì được mấy năm thế là mọc ra tiếp, nó cứ đùn ra tiếp. Nhưng mà cái lần cuối cùng lần thứ 7 á, thì bác sĩ lấy tham vào quá, lấy sâu vào quá thì nó bị đụng cái dây thần kinh, nó làm cho cái dây thần kinh gọi là cái switch nail và cái lốc tơ sẹt, kể cả cái mùi của Tuyên gọi là cái khứ giác cũng không có ngửi được nữa. Là mất hai cái, con người mình năm cái giác quan mà mất hai cái thôi. Thấy thì bây giờ cái mắt này là làm cảnh cho đẹp vậy thôi chứ không thấy gì đâu. Nhưng cái mắt bên này nó chỉ thấy một chút góc thôi, thì mình chỉ thấy một phần rất là nhỏ. Còn nói như chị cái bản nhạc đó thì tại vì khi mà mình nằm trong cái tình trạng bị bắt buộc lệ thuộc về đôi mắt đó, thì một bản nhạc em nghe khoảng chừng 4-5 lần mà em phải nghe ca sĩ rồi em đọc. Và là một câu, một cái câu văn của một cái bản nhạc, tức như là nó hát đúng một câu em phải nghe 3-4 lần thuộc cái câu đó, xong rồi là bật sang câu khác. Thì một bản nhạc em nghe khoảng 2-3 ngày là em thuộc rồi, nhưng mà tại vì mình tập trung được chuyện. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn nhạc rất là nhiều. Và đó là music như thế nào cho cái brain của mình, nó huấn luyện cái brain của mình nó tốt hơn, không phải mà. Cảm ơn
những cái điểm mà cho em học theo, mai mốt mà em có bị cái gì đi nữa em cũng phải học theo anh. Yeah, và sống sau nhồi sống trước quý vị ạ. Trong thời gian gần đây thì các cây đại thụ của làng nhạc Việt Nam đã lần lượt ra đi, nhưng mà cũng may cho chúng ta là có những cây bút nối tiếp. Và nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức là một nhạc sĩ trẻ được biết đến vào thập niên 70-80, và ông viết không nhiều nhưng tác phẩm của anh thì cũng rất đi vào lòng người. Và một trong những điển hình đó là Xin Hãy Rời Xa của Vũ Tuấn Đức, với tiếng hát từ Odessa Xuân Hương. Cho một chào phó khăn. Thank you.
Yeah.